Hello, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cả nhà gia đình mình một ngày vui vẻ và tràn đầy niềm vui bên hạnh nha cả nhà. Thì hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho cả nhà biết mình sẽ tới đây, nghe nói có một cái quán bán buổi sáng là bên vỉa hè cả nhà, gà xả chanh. Thì ở Phan Thiết mình đây á, mình đi đã nhiều chỗ mà chưa có chỗ nào bán á. Bên này mình nghe thằng em nó nói ở đó có bán à, thì bên này mình tới đó mình sẽ review cho cái nhà biết đúng thật gà xả chanh không cả nhà, bán buổi sáng nha, vỉa hè à, ngay chỗ khúc đường này là nghe nói gần ở chỗ công an làm giấy chứng minh thì bên này mình tới đây mình sẽ review đó, là tới trước rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình tới mình ghé vô cả nhà. Hôm nay Tuấn xin kính chúc các cô chú anh chị và các bạn một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc nha. Này Tuấn giới thiệu cho cả nhà biết tới quán vỉa hè bún gà xả chanh nha cả nhà. Ở nhà thấy không? Bún gà xả chanh. Thì cái chị này bán vỉa hè nè. Thấy ngon không? Thấy ngon chưa? Chưa ăn mà thấy đã thèm rồi. cái nhà thấy ngon không? Mình cũng giới thiệu cho cái nhà biết mình tới chị này, mình sẽ quay mình review cho cái nhà biết mình bán này được bao lâu rồi em? Dạ em mới bán được mấy hôm á. Dạ không, cái nhà thấy ngon không? Đó, cái mặt bằng này là mình mướn hả? Hay là cái nhà mình? Dạ, của ông chú. Của ông chú hả? Ở chỗ này là đối diện với bên công an giao thông ha. Đó, cả nhà thấy có CPGF này nhớ ủng hộ cho chị ấy tới đối diện với công an giao thông nha cả nhà, làm giấy chứng minh nữa ha. Tới đây ủng hộ cho chị ấy rồi thì không có gì hơn, mình cũng ăn mình sẽ review, nghe nói chỗ này bán ngon lắm mình sẽ ăn review cho cả nhà biết. Đây cả nhà thấy không? Nhìn thấy thấy ngon cả nhà. Bún gà xả chanh. Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cả nhà một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc nha. Bên đây mình sẽ ghé vô cái bán của bà chị này ở vỉa hè ở nhà. Thì này bán coi như là bún gà xả chanh. Ở Phan Thiết mình đi nhiều chỗ mà chưa có chỗ nào mà đây chỗ này là có món bún gà xả chanh cả nhà. Đó. Thì ở đây thì ăn bún gà xả chanh cả nhà thấy là ăn đây toàn là rau húng đứng nha. Đó, đây là đa số rau húng đứng không cả nhà. Phan Thiết mình chỉ có một không hai thôi. Mình đi mấy chỗ không có chỗ nào có bún gà xả chanh cả nhà. Mình này mình chỉ ăn mình review cho cả nhà biết là bún gà xả chanh tại Phan Thiết quê mình nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cho mấy trái ớt, có trái ớt gì mấy trái ớt chị? Ở nhà thấy không? Ngon không? Đó, bún gà xả chanh ở nhà thấy ngon không? Đó. Cái nước một tên chị La chia sẻ cho mọi người biết nha. Rồi sẽ sẵn ghé ở chỗ đây đối diện với công an làm giấy chứng minh đó cả nhà. Đó, là ở đó có bán bún gà xả chanh. Ở nhà thấy ngon không? Gần mà thấy đã rồi nha. Đó. Mời cả nhà nha. Này cái miếng thịt của chị ướp rất là thấm ngon cả nhà. Cái nước lèo chị rất là làm rất ngon, thơm ngon. Theo khẩu vị cả nhà biết á, mình chăm Phan Thiết mình ăn nước này là cảm thấy ngon nè. Nó không có phải như ngọt gắt nha. Này là nước này vừa tầm phải luôn đó nha, ăn rất ngon nha. Mình ăn kèm với rau húng đứng. Cái đặc biệt nhất là cả nhà biết cái gà này là gà mình luôn nha cả nhà, gà ta không phải là gà công nghiệp đâu, gà ta luôn, rất là ngon. Cái thịt
nó ăn rất là ngọt, dai mà ngọt lắm, thơm. Đối với chuyện với công an làm giấy chứng minh nha, đường đây, cái này là đường đường Nguyễn Tương nha, đường Nguyễn Tương. Hai chú công an làm giấy chứng minh rồi. Cái gà của chị ướp rất là thấm ngon, ăn ngon nhở. Ngon. Cái món này là gia truyền hay là má món này có chị tự làm ra? Dạ, món này là nhà chị. À. Nhà biết cái món này chị cũng có một người thầy cả nhà bày cho chị cách nấu. Mà đúng chính xác cái món gà mà cá chanh này cả nhà biết ở Phan Thiết là chỉ có một không hai cả nhà. Mình đi nhiều chỗ mà đúng bên đây có chỗ này là bán nha, chứ không phải là chỗ nào cũng có đâu. Chỉ có một không hai thôi. Gà xả chanh đó nha, thay vì gà nấu lá giang đó mình ăn bún rồi á, mà đây gà xả chanh ăn bún rồi ngon lắm. Này mình ăn kèm giữa đậu phụng đứng đó nha, nó hợp y rê y bà luôn. Ăn cái thịt nó ngon, nó dai, ngon. Hôm có giờ mình cảm ơn cả nhà vừa qua trên video mình, nhớ ủng hộ kênh chia like chia sẻ cho một người biết nha cả nhà. Rồi sẵn dịp đây cả nhà có đi du lịch rồi ghé Phan Thiết ăn bún gà xả chanh chị đang bán ở vỉa hè ở đối diện với công an làm giấy chứng minh rồi nha, đường Nguyễn Tương đó nha, cũng ở đây ở đường Tuyền Quang. Nước nó ăn rất ngon nha. Cảm ơn các nhà qua xem video, mình sẽ cố gắng quay video nhiều hơn cho cả nhà biết là những món ăn vỉa hè ẩm thực trong cuộc sống xã hội hiện nay bây giờ nha các nhà. Như bên này mình quay cho cả nhà biết là món gà xả chanh. Cái món này cả nhà biết là thường thường gà mình nấu lá giang nữa ăn nữa không, bên đây có cái món này nấu gà xả chanh cả nhà, ăn rất là thơm ngon luôn. Đó, nấu ăn mà nó chua chua ngọt ngọt mình rất là thơm ngon nha. Đó, rất là ngon cả nhà. Mình lần đầu tiên mình ăn cái món này là gà xả chanh á.
Cả nhà biết Phan Thiết chỉ có một quán thôi, mình đi nhiều chỗ mà có quán này biết mới mới mở cả nhà. À, thì sẵn bên đây mình review nhà biết đúng chắc là gà, cái gà này là nấu cái nhà biết gà nấu cái món này là nó có nem chả rồi nó chanh phải không, ăn nó thơm phải không, thịt nó thơm ngon. Mà gà chỉ nấu gà gà thả rường á cả nhà, gà ta mình á ăn thịt dai đã ngon. Cái nước là đúng là nấu hợp khẩu vị, là mình nấu mà cái nhà biết là nấu kiểu mà gà lá giang chua chua ngọt ngọt á, đây nấu thơm nha. Đó thì qua luôn nha, chị bán là bia hè thôi mà các bạn. Vỉa hè cả nhà biết rồi, gặp lại đường vỉa hè các bác, mình cũng đâu dám phải làm cái máy, không cả nhà. Nói chung là thoáng mát rồi ăn rồi thoải mái cả nhà. Không có gì hơn, mình cũng cảm ơn cả nhà xem video và nhớ ủng hộ kênh, xin like chia sẻ cho mọi người biết nha. Rồi cố gắng mình sẽ quay nhiều video hơn cho cả nhà biết rồi những món ăn vỉa hè là ở và cuộc sống xã hội hiện tại quê mình rồi nha cả nhà. Mình sẽ khám phá rồi thêm những cái nền du lịch rồi cho cả nhà biết. Rồi bây giờ tới đây mình chốt cả nhà nha. Hẹn lại em nhé cho nhà. Bye bye.